Chào cô. Chào con. Cô có phải cô Minh Hiểu không cô? Đúng rồi, cô Minh Hiểu nè, con thấy đeo vàng nhiều là biết. Cô Minh Hiểu 7 miếng đất hả? Nhà cô có 7 miếng đất. Dạ, vậy con là con tính mua đất. Cô cho con coi đất để con lựa được không cô? Vậy đi coi luôn ha. Ủa, coi luôn hả? Yên tâm đi, bộ đi, 7 miếng đất nó gần nhau lắm, đâu có xa đâu. 7 miếng đất mà đi... Đi mấy bước tới rồi con ơi. Đâu cô? Đây nè, 1 miếng nè, 2 miếng nè, 3 miếng nè, 4 miếng nè, 5 miếng, 6 miếng, 7 miếng. Con mua miếng nào? 7 miếng kế nhau vậy đó. Hay là con mua miếng này không? Miếng này bự hơn nè, mình trồng cây được nhiều. Ủa là cô 7 miếng đất trồng cây hả cô? Cô đâu bán đất cho sức cất nhà, cô bán đất trồng cây. Mà con trồng cây gì bự không? Cổ thụ hay là cây ớt? Cột nhà con trồng cây cột nhà hả? Dạ. Vậy là con trồng lên đầu cô nè. Cô không có đất cất nhà mà cô còn nhiều miếng lắm. Còn hả? Còn nữa. Thôi cho con coi miếng đất kia đi. Trời, con để coi nó. Con về con coi lại clip, con thích miếng nào con mua miếng đó nha. Dạ. Con không thấy một khoảng gì không? Đó, rộng quá ha. Đây nè. Một miếng, 2 miếng, 3 miếng, 4 miếng, 5 miếng, 6 miếng, 7 miếng, 8 miếng, 9 miếng, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Thôi cô, đếm là 80 miếng đất rồi nữa cô. Dạ, cô nhiều miếng đất lắm mà nhiều hình khác nhau. Cái này hình tròn, cô muốn có hình vuông không? Cô, không mua đất nữa cô. Không, cô có miếng đất xây được cái tàu ngầm luôn. Xây được tàu ngầm là có thích xây nhà dưới lòng đất không? Xây nhà dưới lòng đất cho lạ. Đây con, lại đây. Con cho nó coi miếng đất mà mình xây nhà dưới lòng đất như xây tàu ngầm vậy đó. Qua đây con. Qua đây. Đây đó. Qua đây. Cú xuống này. Nè. Cô còn miếng dưới đây. Cô xây nhà dưới lòng đất. Cô còn cái miếng cống luôn hả cô? Này cô vừa có kết hợp đường cống ngầm, đường điện ngầm, rồi tàu ngầm, đồ nhà, đổ dưới luôn. Năm nay năm con gì? Năm tí. Năm tí con chuột, con sống chung với chuột. Mình chui rút vậy đó con. Thôi cô, nói tới đây con hiểu rồi. Mà năm sau con gì nữa? Sửu. Tí sửu phải không? À, con trâu là cày ruộng. Việc mua đại, con mua đại mấy miếng này đi. Thôi cô, được rồi, cô xin phép con về nha. Rồi nè, nói giỡn với con chứ đẹp không coi. Nữa, nữa, bà con chơi hoài, ta nói nè. Con xây được vậy được không? Cỡ phòng vuông vuông gì đó nè. Một dãy luôn. Con thích cái miếng nào con vô con trả giá với người ta bán chứ không phải đất của cô. Thôi con coi đủ rồi. Trời, nó có nhỏ này lá lùng vậy. Mày đòi coi 7 miếng đất. Tao cho mày coi một giường miếng luôn, mày muốn gì nữa? Từ nay hay gọi cô là cô Minh Hiểu một giường miếng.